Cách phân biệt thủy sương mù và thạch sương mù nhé. Bên này là thạch sương mù này. Đốt mọc so le nhau, đốt lá mọc xeo so le nhau. Còn thủy sương mù này, đốt lá hở cầu như là song song nhau nhé. Và cách phân biệt tốt nhất là khi bẻ ra nhé. Bẻ ra thủy sương mù là sẽ nó sẽ không có sơ mấy, mịn. Đây nó mịn như này. Còn thạch sương mù bẻ ra là nó sẽ rất chi là nhiều sơ nhé. Đây cây rất chi nhiều sơ. Thủy sương mù sẽ không nhiều sơ như vậy. Đây là thủy sương mù đây, không có nhiều sơ. Còn đây là thạch sương mù, rất chi nhiều sơ.